Hi. Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã TV. Mọi người thì mình là Danh, là Toàn, đây là Dẹo, đây là Sang. Người thì mình nhờ Nhật Quang cầm máy quay cho mình nha mọi người, tại vì hôm nay Nhã bận số việc nên Nhã với Hân đi công chuyện rồi. Nhưng mà trước khi nó đi, nó có nói với mình là em đi công chuyện, còn em để anh lại một số tiền nhỏ nhỏ để anh mua cái món gì đó hoặc là bổ dưỡng để cho đãi hai đứa nó trong cái ngày hôm qua với hôm nay. Qua nay chơi nó chưa cái gì để sao vừa rồi vừa anh gặp mày nói thì Nhã cho đưa để lại số tiền cho anh em mình mua để mà bổ cho tàu với Sang nha mấy ngày nay mọi người. Tại vì thường anh em mình chơi là chơi hát, mấy bữa nay chơi xong mình thấy mình cảm nhận chơi kiểu khốn nạn thiệt người. Không, chơi vậy mới vui, chơi khổ thiệt luôn á. Chơi vậy mới vui, từ trước giờ mình, đó giờ mình vui, giờ mình chơi cái trò mà chơi gọi là mất dạy. Chơi vui mà mặt hơi cọc xíu rồi. Chơi vui mặt hơi cọc xíu thì giờ cái món hôm nay mình muốn gửi đến mọi người với cho team mình ăn là cái món bò tái chanh nha mọi người. Đây, đây nè, lần đầu mình ăn. Lần đầu mình cũng ăn luôn à. Đó là lần đầu anh em mình ăn món bò tái chanh nha mọi người. Đó thì hôm nay cho mấy đứa trong team mình ăn để trải nghiệm thử coi cái mùi vị với lại cái cảm giác như thế nào khi một miếng bò mà tái chứ không phải là chín nha mọi người. Đó, ăn đi rồi mình sẽ nêu cảm nhận của hai bay xem mấy ngày nay. Mình mời mọi người nha. Cố gắng lắm không vậy. Bỏ vô đây nè mọi người, bỏ vô đây, giờ mình bỏ vô tái chanh. Thử tái chanh. Đó. À, chưa tái nha. Chưa lờm á. Chưa tái. Ôi, ăn vậy rồi chuyện sao? Cái này phải ngâm hay ta? Ngâm. Mày, ngâm. Vậy bỏ vô ngâm đi, bỏ vô nhiều ngâm đi. Bỏ vô nhiều ngâm vô. A few moments later. Sẽ chạy đi mua ba gói mì đi. Yeah. Vậy đóng sôi chuẩn ăn luôn chứ sao giờ. Nó lâu tái lắm mọi người. Mà nó bình thòi rồi. Thì trên này nó đủ tái. Thì lấy người lên tới chua không? Chanh mỏng chua. Ăn đại đi. Dịch luôn đi. Dịch luôn đi. Ok, mời mọi người mình lụm trước nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chấm ướp. Lấy con vịt kìa. Trời ơi. Ơi, nó nhiễu quá. Đưa miếng gạo ghế coi. Đó, mình mời mọi người nha. Để mình trải nghiệm trước đi, giờ rồi tới Toàn nha mọi người. Được không? Được không? Chà nước miếng. Cái gì không? Bị chua. Là sao? Không đủ muối hả? Thôi giờ tốt nha. Ngọt đấy nha. Ngọt đấy nha. Thử. Mình chấm cái tay cho mọi người. Mọi người nha. Cảm ơn. Nghe ngán không? Không. Không có ngán nữa. Nó có gì chua không rồi, không có ngán miệng, phải không? Nghĩa là nó dài đó, y như là... Chính rồi. Mình phở sao vậy đó. Nên mình thử đó giờ mình chưa ăn là cái món này nên món lần đầu tiên ngon chưa? Dẻo. Quên mọi người. Sợ ông Hoàng quay á, mọi người có không rõ. Mình kêu dễ quay cho mình rồi. Thì dẻo, đợi ăn hết mâm bò này cưng vô nha. Đây, miếng này dày nè. Mời mọi người nha. Thử miếng dày xem. Bị gì? Gì đâu. Cay hả? Nó lần đầu ăn hết là ăn miếng không? Dạ, tôi cho chấm muối tiêu nữa. Đó mọi người. Mọi người nha. Nó gần, nó có gần nó rồi đấy quá. Gần nó dài lắm. Nó dài. Có gần nó dài. Ý là mình mua đuổi nha. Mua đuổi. Hồi nãy mua cái bắp. Kia bắp tới không chị luôn, nghỉ ngay luôn. Mà con nghĩ nha. Mình nhớ tự nó ngọt. Muối này chưa đủ mặn gì á. Chua lè à.
chưa đúng mặn. Phải đem muối nhiều miếng nữa. Này là ớt chấm chanh gì không? Cũng ngon bơ. Được. Ai thử miếng này không? Ừ. Thử miếng không? Không ăn được. Phải mưa mình mua gì? Mình có rửa chứ chanh này. Mình nó sạch rồi. Thôi mình miếng mỏng mình thử chấm với muối tiêu đi. Chấm muối tiêu thêm vào chấm ớt. Dạ. Muối ngon hơn. Muối ớt thì muối tiêu thơm hơn. Sao quá thế? Thì ăn muối tiêu. Mọi người nha. Cái món là đầu tiên mình ăn mọi người. Muối tiêu thơm. Mình nghe nói cái món này cũng yếu yếu là cũng được á. Muối tiêu thơm hơn thì theo bụng anh yếu. Ừ. Không biết. Đây là mấy miếng à? Mấy hẳn. Mấy miếng là mấy chua chua. Trắng chua nha. Mời mọi người nha. Gì vậy? Làm gì? Cắn mấy lớp cây. Cắn mấy lớp chua quá. Ở đó không? Hồi lúc em chưa ăn được cái này chưa? Có em ăn rồi nè. Mà nó có chua như vậy không? Chua hơn nữa. Không kỳ lắm. Ấy. Nó mới ngon. Thế là chua lẹ luôn rồi đó. Không thì tại muối ớt này nó chưa có đủ mặn mẹ. Này là vừa nè, không có chua. Chống cái này là vừa, chấm muối tiêu là vừa mọi người. Tại muối tiêu nó nhiều, nó mặn. Mọi người ta thấy ăn muối tiêu chanh không à. Lạ ta, đúng rồi chấm ăn muối tiêu chanh mới đúng. Có mình mày ăn muối ớt á. Dọc lâu nãy thì mày cũng ăn. Nhưng mà người ta ăn muối tiêu chanh nên mới đưa vô cái gì đó quán. Ngày mai tao cho mẹ ăn này dữ hơn á. Bẻ. Tào lao. Bẻ bò. Mày có ăn vịt trái chanh chưa? Ăn rồi, vịt canh. Vịt rồi, con vịt luôn nguyên ăn rồi. Ăn chưa? Ăn rồi lúc sinh nhật mày đó đó. Cái vịt là tái sẽ tới. Nhớ rồi mọi người, nhắc cái là nhớ liền. Hồi đó đâu biết nướng đâu à. Nướng ăn nó bị chín nấy á. Cái nào mấy tiếng không có chín chỗ nào. Cắn nhiều luôn á. Mày vô mưa chua quá. Mình xin tạm dừng ăn đây nha mọi người. Tại vì đó cái món này mới ăn, ăn vô nó là ăn miệng quá. Bình thường, nó phải lão á. Mọi người nha. Cảm ơn. Ngon lắm. Đã lá rồi, cúng hết rồi. Được. Không được, ăn chơi được chứ ăn nào cũng được nha. Và, thấy không? Thôi quay dữ. Mình chạy đi mọi người. Quá. Dạ, vô vậy. Mình chạy nha, mình ăn hết rồi à. Chua quá. Bạn dành muối ăn muối kỳ quá à. Muối nó chua đợt mà. Nói chua mà nó kỳ lắm. Chân để mình vô hiểu mọi người. Nó không giống như muối tiêu chanh. Rồi sao? Rồi được cái gì ăn được mọi người. Bụng hay tốt. Cuốn cái luôn hả? Dạ. Rồi. Không ói nha. Không ói nha. Nói không có ói cho mày nha. Được không? Nói chua quá. Nói không? Vừa quá mày ơi. Chín luôn kìa. Ờ nghe chứ. Chó là nhai chín luôn. Cái mày răng không mà. Nhai. Nhai miếng răng nó giờ không nuốt. Nhai quá. Giờ nhai gì xin gum vậy? Bớt nó chạy không mọi người. Nhớ bò trái chanh tên nó mềm lắm mà. Ừ. Nhai nó ngon lắm. Rồi. Thôi nhưng bò lộ mua cô sắc nó không có heo xới. Nhưng mà nghịch xới rồi. Nghịch xới. Nghịch xới. Tại vì nghịch xới là nó dai lắm. Ừ. Bò là nó vậy đó. Mình nghe là vậy không biết phải không nha mọi người comment cho mình nha. Một đống luôn mọi người nhiều quá. Này để mua mày chung gói chung. Không trải nghiệm ăn cũng được rồi. Trải nghiệm nãy giờ trải nghiệm ăn. Ăn 3 miếng rồi, trải nghiệm 3 miếng. Rồi, ngoài trải nghiệm thêm 1 miếng nữa đi. Đồ làm được kêu ăn liền bây. Ăn đi vậy. Thôi cảm ơn sang nha. Chưa cho nhiều Hoàng ăn cái đi. Miếng gì vậy? Chấm cho nó miếng. Thôi chấm cho. Nó không chấm luôn, nó chấm mới được, chấm nào.
này. Ừ, có hai miếng luôn nè. Trời ơi, cái hàm răng nó giả hay nó thiệt đó. Được, làm được lắm. Ê, không có chạy nước miếng nè. Sao, sao? Mặn quá. Mặn quá. Để đó, ok, người thì hồi nãy giờ đứa nào cũng ăn hết trơn rồi, bây giờ cho Cẩm nghĩ trước đi. Xem thì Cẩm nghĩ của mình lần đầu tiên mình ăn bò này đó, thì mọi người thấy á, thì ngâm chanh nó phải chua rồi mà ăn thịt bò nhai hoặc nó ngọt cho mọi người. Lần đầu ăn nó lại hơi lạ miệng xíu. Rồi, tiếp tục. Ok, thì nói chung là Cẩm nghĩ của mình ăn món bò tái chanh của Danh Dẻo thì của tao mày đi mua luôn á mà đã hường dẻo. Không, nhưng mà món dẻo đưa ra. Rồi. Đó thì ăn thì nó hơi lạ miệng mọi người. Nhưng mà ăn vẫn được. Ăn được nhưng mà sắc sắc heo xới nó mới ngon thì vậy, này sắc sắc nghịch nghịch xới nó dai quá trời dai luôn rồi. Cắn răng rồi mọi người. Ok, nói chung món này ăn tạm được. Rồi, well. Để đã nha xem cái. Nhà tới mai luôn nước chồng đi. Nước chồng mất khổ chồng. Nãy giờ nước chồng không biết đâu nhà đâu. Thì mình nói chung thì bò này nó không ngon mà bò mẹ mua mọi người. Bò mẹ mua ngon. Cảm nhận đi bà ơi. Cảm nhận ơi. Thì cảm nhận, cảm nhận tại chỗ nào ơi. Nó thì nó cũng được, nó trên mẹ mua đi. 7/10 á mọi người. 7/10. Mẹ mua nó ngon. Ok mọi người, cảm nhận của mình với cái món này thì nó chua quá trời chùm lại không nổi mọi người. Với lại nó dài quá cho nó dài rồi. Với lại nhìn tàu nó đúng cắt không heo xới. Nè. Nó dài quá cho nó dài ăn không nổi luôn á. Thì ok mọi người, cái món bò tái chanh anh em mình trải nghiệm tới đây cũng kết thúc mọi người. Chứ giờ mà ăn không nổi, cái này chắc hồi mua mì về nấu cho nó ăn luôn chứ ăn về là thua. Chuẩn bị ăn không? Đó, thì theo mình cảm nhận cái món này ăn nó chưa tuyệt vời lắm. Không biết là tại vì anh em mình ăn chưa cái đúng cách hay là như thế nào. Còn mọi người ăn đúng cách như nào thì mọi người comment lại cho anh em mình đúng cái cách đi. Rồi anh em mình sẽ mua ăn tiếp cho mọi người xem nha. Đó, thì cái món này á hấp dẫn là sẽ có hấp dẫn mọi người, mà ngon thì chưa ngon lắm. Thì nên mình đã trải nghiệm xong rồi. Nếu mọi người thấy món ăn này hấp dẫn thì nhớ cho anh em mình một like, một đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình sẽ làm nhiều thử thách, trò chơi hoặc là những món ăn mà lạ lẫm cho mọi người xem nữa nha. Còn giờ chào tạm biệt mọi người. Bye bye.